Giờ bắt cà lì việc việt tán mấy thầy trò ngồi đây bữa nay có đồ ăn của Thiên Cẩm Hoàng với ai nấu à? Yến. Cẩm Hoàng với Yến đổi nhà bếp hả? Hết Trinh hả? Gina với lại Thảo. Mấy con nấu về nấu nhưng mà phụ nói là cho có clip để mọi người nghe. Thì mình có Thiên Long Thổ thì gán giữ Thiên Long Thổ nấu đồ ăn mỗi cuối tuần với những cái lễ hội. Mình sắp có những lễ hội khai đạo ngày vía Quan Thế Âm, đồng thời cha cũng cho chúng ta có một số quỹ trong đó phải xài con. Nhưng năm nay kinh tế lên cha cho nhiều hơn nữa, mấy con gán ăn chỉ sợ mấy con mập thôi. Nhưng mà phải nấu Thiên Long Thổ hoặc nấu ngoài cũng được, nhưng mà ở ngoài thì thời giờ của gia đình này nọ, con hiểu không? Rồi lấy cái receipt, lấy cái giấy tờ về để mà đưa cho Thiên Tiết Mai Trinh, hai đứa nó đang coi á, gặp đứa nào thì đưa đứa đó cũng được để mà lấy tiền lại. Đối đến với Thiên Tâm, mình chỉ đến bằng cái lòng chân thành và với cái tâm từ bi và hướng thượng, để mà một mặt là một kiếp đời này tất cả họ Thiên các con về trời sư phụ, không có đứa nào ở dưới này hết, thì như vậy thì mới là đúng. Còn mà đứa nào mà đến đây mà còn không có hiểu cái đường của mình đi là cái đường gì á, mà lăng tăng ở lại thì cứu không có nổi nha con. Chỉ là cái tâm thôi, Thiên Tâm chúng ta chưa bao giờ sinh ai một sen một cắt nào, cả đời của sư phụ cũng vậy. Về phần tâm linh, về phần đạo, Thiên Tâm không có tiền bạc, tại vì tu hành về trời cần nhiều tiền. Thiền Bát Nhã đâu có bán vé đâu mà tốn tiền. Thiền Bát Nhã chỉ cần đó thành tâm thành thật thôi. Tương lai cái ban trị sự, cái ban tổng tham mưu của Thiên Việt thì làm họ làm thế nào thì không biết, cái đó là phần đời. Thì sẵn đây nói về Thiên Việt. Thiên Việt ra đời do lệnh thượng thiên, lệnh trời ban ra một cái đảng của thời đại mạt pháp tận thế này, của một cái thời đại mà năm cái ác sẽ ra đi. Thì trong đó là ở nước mình có dính một cái nhánh ác á. Thì thời hậu cộng sản, một cái shadow government. Thì cái đảng Thiên Việt nó không có liên quan gì mấy đứa con, không có liên quan gì Thiên Tâm, không có liên quan gì về mấy bao nhiêu đứa họ Thiên bên nước Việt hết á. Bởi vậy một bác lớn tuổi 70 tuổi thì cứ đọc kinh này về trời thôi. Thiên Việt là cho những cái thằng kiến cận, những cái người kiến cận, những người không có hiểu về tâm linh, cũng chẳng có muốn cầm cuốn kinh nữa, cũng chẳng có hiểu về Thượng Đế là ai, cũng chẳng có hiểu Phật là ai, cũng chẳng có hiểu Chúa là ai luôn. Mà có thể có hiểu sơ sơ nhưng mà họ không có thuần thì cũng không tính. Cho nên cái Thiên Việt là một cái như những giao duyên với những người chắc ẩn với non sông quốc gia tổ quốc, có tinh thần dân tộc, gọi là trả ân cho tổ quốc á, thì là Thiên Việt. Cho nên hai cái khác nhau đó là cửa Đông và cửa Tây, nhưng mà cả hai cái đều là do con trời sáng lập để mà lập hội Long Hoa. Tại sao không ra sớm mấy tháng hay mấy năm trước? Tại sao không ra muộn thời hậu ông sản sẽ sụp đổ trăm lên nó còn thấy ào ào không? Bây giờ là bất kình gì kỳ phùng địch thủ độc kiếm cô độc gì đó là ổng là xong rồi đó. Sư phụ nói chúng mà trời 10 năm của sư phụ. Cho nên cái Thiên Việt sư phụ nhấn mạnh nó không có liên quan với Thiên Tâm, và tất cả những đứa con Thiên Tâm cứ vẫn bình thường tu tập. Mình có ở Việt Nam không có nên vô Thiên Việt, cứ giữ vững Thiên Tâm đọc kinh thôi. Trong lòng mình thì cứ giữ trong lòng mình, chờ có một ngày ra với trường đón sư phụ thì ngày đó các con là Thiên Việt rồi. Cho nên ở bên bển cứ là án binh bất động, không có nên theo Thiên Việt. Thiên Việt chỉ giao duyên ở khắp năm châu hải ngoại với những người tài trí và những người ở hải ngoại. Phần ở trong nước không có cái gì mà phải nào nóng hết. Đức Thầy đã nói rồi, chớ nóng nảy sân si hư việt.
phải đệ thời sư phụ về hồi quy. Chứ nó không nảy sân si hư việc, phải đệ trời sư phụ hồi quy. Thì cho nên thường nó rõ hôm nay ở Việt Nam không có gì phải lo, các họ thiên cứ bình thường, và cũng đừng có bao giờ muốn gia nhập thiên việt gì hết. Sư phụ cũng không muốn, tại vì một đứa đã là họ thiên, tuy là chưa từng gặp thiên tướng việt này ở hải ngoại, chưa từng mặt gặp mặt, chưa từng được vẽ đụng vô cái ngón tay trên trán, nhưng mà cũng là con, cũng là đệ tử sư phụ, một đứa bị gì sư phụ cũng rất là đau lòng, chịu không có nổi. Nên hôm nay là nói như vậy. Thiên việt ra đời là do sứ mệnh cha ban xuống, lệnh ban xuống, không phải tự ngẫu ý, mà ai muốn làm cái gì thì cứ làm, hay là ai muốn thành lập cái gì thành lập, nó có một cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà hôm nay quý vị kêu gieo cái hạt giống xuống thì nó sẽ lên cây, thì mình cứ làm đúng cái hạt giống và đúng cái tham mình, đúng giờ, rồi cũng phải cho đúng nước. Đúng nước nghĩa là cái hạt vừa xuống đất thì mình phải tưới nước ít thôi. Tưới nước ít ở cái thời đại này là gì? Là mạng truyền thông, mấy con cũng bớt cái quảng cáo thiên việt, tại vì mình chọn nhân tài. Sư phụ chỉ cần một Khổng Minh thôi, chứ không cần mấy chục triệu như bên Thiên Tâm. Hiện giờ Thiên Tâm mình có mấy chục triệu người, hải ngoại 5-7 nghìn người, không cần số lượng đông như vậy. Mấy vị có nói một câu, dầu cho Thiên Tâm ở hải ngoại bây giờ 5 nghìn người đệ tử, bây giờ nếu mà núi mà mở cổng thì sẽ có khoảng mấy chục nghìn đệ tử nữa. Tại núi mình đang đóng, không ai lên đây được, sao ta gặp sư phụ? Đâu phải muốn dễ gặp là gặp. Dầu cho có 500 nghìn người ở hải ngoại mà Thiên Tâm cũng không có thể đưa một chân mệnh thiên tử về lãnh đạo quốc gia. Nên nhớ, sư phụ chỉ cần một Khổng Minh mà chính trị gia lỗi lạc. Cho nên không có cần phải tưới nước nhiều, có nghĩa là tất cả các con á, lấy bớt xuống cái hình logo Thiên Tâm, chỉ chừa hai cái chính của sư phụ, đó là kênh YouTube Thiên Việt và cái Facebook Thiên Việt. Mấy con chỉ đọc thôi, không cần phải share. Tại vì sư phụ chỉ cần đúng một người đọc, chứ không phải cần đúng mấy chục triệu người. Nhưng mà phải làm để cho biết nó đang alive. Cái gì mà trên mạng truyền thông là nó đang còn sống, con biết không? Đó là ý là vậy. Còn mấy con có thể share bên Thiên Tâm, bên Thiên Tướng Kiệt, lúc mà cuối tuần thầy cho mình nói chuyện đạo, share thoải mái, để mình đem nhiều người lên Thiền Bát Nhã thì thoải mái. Còn bên kia nó rất là tế nhị trong thời điểm này, tại vì mình không, Thiên Việt nó không có cần mời gọi nhiều, mà người ta nhận thức mình và người ta tự động đến để quy, để mà tìm sư phụ, con hiểu không? Và những người đó, người ta không có hiểu về thiên tử chân mệnh chúa sư tái lâm Phật Di Lặc, người ta hoàn toàn zero, không có biết mấy cái đó. Những đứa mạng truyền thông hôm nay nghe thì vậy, tức là một cái hạt giống xuống lúc đầu mình tưới nước ít thôi. Thiên việt nó không phải là cái trứng mà nó đã nở rồi, đã thành lập rồi, có số Federal Tax ID của Mỹ non profit đàng hoàng và có tiền trong đó nữa. Thì đó là một cái hai cái khác nhau, nó không có liên quan với Thiên Tâm, nó rõ luôn, nó cũng chẳng có liên quan đến Thiên Long Sơn nữa. Nhưng mà Thiên Việt mà muốn mượn Thiên Long Sơn để hội họp thì phải coi lại nghe, chắc cái thù sẽ không đồng ý, tại nó sẽ dính qua chính trị, phải không? Vietnamese Town thì ok, Thiên Long Thổ thì ok, lên đây không có nói chính trị ở trên chỗ tượng Phật của tôi, mấy bác không muốn nói gì xuống như nói. Tại mấy ông HO cũng còn nhậu bia mà, tôi đâu có muốn uống bia trước mặt tượng Phật đâu. Cho nên hai cái thật sự là khác nhau. Hôm nay sư phụ tuyên bố rõ như vậy thôi. Cho nên Việt Nam tất cả cứ bình thường, chớ nóng nảy sân si hư việc, không có cần phải gia nhập gì trong lúc này hết. Mà gia nhập cũng đâu có đi họp được, lẽ mỗi lần đi họp phải mua vé máy bay qua Mỹ. Cái này cho người hải ngoại. Rồi những người thiên ở xung quanh sư phụ á, phải có một chút xíu lành ý. Thì những người lạ đó, thấy không?
giống như nãy con thấy đó, thì không có nói đụng chạm. Tiếng Việt nó có sứ mệnh rất là lớn, và đồng thời sư phụ cũng có cái sứ mệnh rất là lớn, đó là bài kính thiên mẹ đã nói rồi, rồi đây nắm giữ gian sen á, lo cho quốc thái dân an lâu dài. Thì chân mệnh của sư phụ là nó phải ở hai bên, thì cái phần đầu tiên á đã gieo duyên về thiên tâm, rất là đông người được lên thiền bát nhã, tương lai đông đông nữa. Rồi về phần bên mà thực chất thực tế thì mới bắt đầu cũng là lệnh, chứ không có cái gì gọi là tự ý sư phụ hết. Cái đời này sư phụ chả có ham muốn gì thế gian này hết á. Thứ nhất, thứ hai, phải vỗ tay tướng Trâm của mình hôm nay chiến thắng hoàn toàn dễ dàng. Con gái của Trâm là cái gì, phó chủ tịch quốc hội thượng viện luôn nữa. Trời ơi, con thấy không, con thấy cái năm màu nhiệm không? Mà sư phụ nói là năm nay ta không có tin cho nên là ổng nắm luôn, là giống như ổng là thùng phá sảnh luôn vậy đó. Bài đánh bây giờ là chỉ là xong luôn rồi, mình mới mừng cho tướng Trâm của mình. Tại vì ổng là cái máy cài, không phải đi cài ruộng trước, cài lên hết mìn đó, xe nó ủi mìn, nó ủi đi. Mình nói sao, mình chỉ là không có ổng lại mà tái sanh lại để mà làm lại cái màn mới. Cái màn mới nó phải là thực tế, đâu phải là tâm linh mà nó có bao tử được. Con dân mấy chục triệu, cả trăm triệu người đói, người ta cần cơm ăn mà. Tâm linh là một chuyện nhưng mà không có thực theo việc được đạo. Con muốn nước Việt Nam mà ăn hiền ở lành đó, mình phải cho nó bao tử đồ no, phải không? Nên cái phần đời á, thì để cho thiên việt lo. Hồ lâu lâu về trời á, mấy vị lớn trên trời với gia đình hay kể chuyện cho hồ nghe. Trên trời chúng ta cũng như thế gian này thôi, mà trên trời họ không có những cái cám dỗ như hột sòn, tiền hay đô la hay nhà hay là xì ke phiện hay là những xe siêu xe đồ á, không có cái đó, cũng chẳng có cái đẹp. Tại tiên ai cũng đẹp, đâu có ai đẹp hơn ai đâu, ai cũng giống nhau á. Còn xuống đây người xấu người đẹp á là vì cái phước thôi, không nên nhớ. Nên trở lại cũng đẹp á, thì cái sư phụ mới giải thích Atula sẽ so hay là thiên ma đó. Thiên ma rất là ở trên trời, cũng là thiên nhưng mà ở trong cái dục giới, thì họ cũng có tu họ mới được ở cõi thiên. Nếu không họ ở dưới cõi thấp địa ngục hay là bốn chân rồi, ngạ quỷ súc sanh rồi. Nhưng mà cái vọng tưởng họ còn, cái ham muốn họ còn, dầu cho họ ở sát lên những gì tổ như Phật dạy họ, nhưng mà họ cũng vẫn cái tánh ngông cuồng hiếu chiến. Họ cứ đánh ăn hiếp những chư thiên mấy con nè. Tại vì tiên chúng mà mấy con tu không có đúng á, cũng về tiên nha. Tu đúng nhưng mà không có đúng rốt ráo á, cũng được về thiên, nhưng mà vẫn còn trong dục giới như tầng số 6 này nọ. Số 6, số 4, số 6 trở xuống thì là sống chung với họ. Thì họ cũng ăn hiếp mấy đứa con. Mà ăn hiếp bằng cách nào thì họ cũng giống như thế gian mình đang cũng sống chung với Atola thiên ma, họ cũng đang hiếp. Tại vì mình đầu thai xuống thì họ cũng đầu thai xuống. Họ không có biết sợ vì cái tâm của họ vẫn là như vậy. Rồi ở trên đó thì không có những cái cám dỗ như thế gian mình. Vậy chứ cái ở trên ai thần thông cao thì người đó sẽ thắng. Thì những cái thần thông đó họ mang xuống theo thế gian của họ. Đó là cái gì? Đó là cái cám dỗ. Cái cám dỗ hộp sòn cũng là một loại thần thông mà trên trời giải thích vậy đó. Nó khác nhau thôi, nhưng mà cái ý tưởng và cái hành động của nó giống nhau. Kia ma tí cũng thuộc dạng thần thông á. Rồi vũ trường cũng thuộc dạng thần thông đó.
Rồi chuyện cắm sừng ông này và nọ cũng là dạng đó. Tức là mọi thứ tội lỗi thì cũng là một dạng đó. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ thì sư phụ được mấy vị dạy vậy. Cho nên mình sống song song hai cõi, cõi hữu hình. Nhưng mà song song lúc nào ở bên cạnh mình cũng có cõi vô hình. Mấy con cũng đã từng chứng nghiệm ở núi này rồi đó. Đó là thật. Rồi cái cõi vô hình á, ở trên đó họ làm sai, họ cũng đi đánh lộn với sư phụ, tại sư phụ chả là cũng đi chiến đấu với thiên ma, xuống đây cũng có chiến đấu. Thì mỗi lần mà tụi nó bị chết á, thì tụi nó cũng bị đọa xuống, mà nó không có đọa như mấy con thành người, mà nó đọa thẳng xuống làm những con thú, mà những con thú dữ giống như sư tử cọp vậy đó, là toàn là Atola đồ thai. Xuống đây nó đi vẫn là ăn tươi nuốt sống. Rồi xuống đây mình để sư phụ chỉ cách để con già nhận dạng những Atola xuống trần, và có thể họ sống sát bên cạnh mình nữa. Cái tâm của họ đó lúc nào cũng hung hăng hung dữ hết, nóng tảnh. Rồi họ thích ăn những đồ tươi đồ sống thì là những cái Atola. Còn và đồng thời họ ăn nói rất là thô tục, và lúc nào cũng làm hurt feeling của người ta, làm cho người ta rất là buồn không à. Họ không có biết dùng cái lời lẽ, cái lời nói nó cũng có thể giết người á, con không biết không? Đó là lý do là sao chúng ta là họ thiên, là khác hơn xa. Cho nên những cái hành xử chúng ta từ đây, Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, Thiên Long Cung, chúng ta đều là khác người thượng mà. Mấy con so đo coi kỹ đi. Và đồng thời, tại sao chúng ta cứ bị những người thân, bạn bè, anh em chúng ta cứ chửi chúng ta là người ngu, người này nữa nọ. Tại vì họ không có một cái gì khác, họ chỉ dùng những cái đó để họ làm cho mình sao động cái tâm của mình. Mà mình có vững tâm hay không á, có lòng tin hay không á, là do chính mình. Ở trên kia mình cũng bị họ dụ, có những chư tiên bị ma Atola trên cũng dụ, cũng đi theo nó, chứ không phải tiên trên trời là được yên đâu. Thì gán giữ hòa khí từ mọi nơi, mọi cái hành động, mọi cử chỉ, nhất tự nhất sư, bán tự bán sư, whatever, mấy câu văn nho. Chú không biết văn nho nhiều quá, nhưng mà ai mà trên mạng này nghe một cái clip của sư phụ, nghe một chữ sư phụ mà ngộ ra được mà thay đổi, sư phụ nói thật, nếu mà họ biết tôn ti trật tự họ cũng phải thương sư phụ. Không là vậy, huống hồ chi sư phụ dạy mấy con rất là nhiều. Rồi ngược lại, không thầy thì đố mày làm nên. Về vô vi cũng cần có thầy, tại vì Atula trên trời nó cũng có thầy của nó, ở trên trời cũng có thầy, cũng có môn phái, cũng có đạo, cũng có đủ kiểu đủ nhánh hết. Huống hồ chi sư phụ đã nói trên mạng rất là nhiều lần, mà sư phụ đâu phải nói là không có đâu, không có sự thật đâu. Khi mà mấy con mỗi ngày ban đêm ngủ, hay là mấy con có những cái nạn gì khủng hoảng trong gia đình, mấy con cứ kêu tên sư phụ. Sư phụ là một vị Bồ Tát sống ở cái thế gian này, sư phụ không có cần phải travel 5 tỷ mai ánh sáng để mà xuống. Niệm Phật là cũng được á, nhưng mà Phật còn xa hơn sư phụ. Sư phụ chỉ cần xẹt thôi. Thí dụ mấy con ở đây qua Houston, không chi ở San Jose cách nhau có, nếu mà tính đường không gian á, chưa tới 5 cây số, không đầy nửa sát cành. Thì trong mộng, trong mơ hay những cái gì á, Thiên Tướng Kiệt là sư phụ bay tới. Dạng của sư phụ là chiếc thân mà, ngàn người cũng được. Thì có rất là nhiều người bỏ cái đó, kêu tên là sư phụ tới. Bữa nay sư phụ đệ tử này cũng có nè. Con kể chuyện của con kêu sư phụ bay tới không? Qua đây ngồi kể. Ok rồi, quay qua. Khỏi quay hả? Ok rồi, kể đi. Khỏi quay nghe tiếng được rồi, nó lớn lên. Thấy cứ kêu cứu con với,
Ở đâu mới xẹt ra? Con dễ quá, ở đâu mới xẹt ra? Xong rồi thì lúc đó sư phụ mới hỏi với con một câu là con có tin sư phụ không? Cái con nói vậy con tin. Thế sư phụ nói vậy thì ngồi xuống đất ở ngồi thiền đi. Con đừng có nghĩ gì tới cái thân này hết. Cái thân này là cái bao tử cuối thôi. Thì lúc đó thì con ngồi con đất ở ngoài thì con thấy chỉ trong vòng vài phút thôi thì tự nhiên con lại bay lên không trung, cũng là cái tư thế ngồi thiền đó mà con lơ lửng ở trên không trung đó. Và lúc đó như vậy thì lúc đó là 5 giờ sáng là con giật mình lại rồi. Nhưng mà khi mà xong cái giấc mơ đó thì con thấy con rất là hoan hỷ, tại vì con biết được là con bao nhiêu năm nay con đi theo sư phụ, đi theo Thiên Tông mà con đi đúng đường, có nghĩa là con cứ cầm cuốn kinh thành thiền đi, sư phụ là ngọn đuốc bự, tụi con ngọn đuốc nhỏ thì con sẽ được về trời, sau khi mà cái thọ đó thân của con hết thì chắc chắn là con sẽ đi về trời, nên là con tin sư phụ đó. Dễ thích, con đừng có tưởng con ngọn đuốc nhỏ. Sau khi mà một ngày nào á, cả họ bên nội bên ngoại của con, họ sẽ nhìn thấy con, những vài đồng thời bạn bè, những người thân con, họ sẽ ngộ là nhờ con độ, chứ không phải là mấy con đừng có coi thường mấy con. Hôm nay mấy con làm cái gì á, người ta không có ngộ, không có tin trước, nhưng mà người ta đang để ý từ chút, mà một ngày nào mà người ta thấy con đời sống thay đổi, rồi đến lúc một ngày nào họ gặp nạn gì á, họ không có cái gì để mà níu á. Tại vì họ cũng mỗi ngày phải tranh đấu với những cái depression, finance, tiền bạc, con cái. Rồi họ không có cái nơi nào để mà cần phải dựa vào tâm linh. Con người mình không có tâm linh, thù đã giải thích rồi. Cái cây không có nước. Chúng ta phải sống song song. Tại vì cơ thể chúng ta là có thân đất nước gió lửa. Và đồng thời chúng ta có một linh hồn là trí khôn, là Thượng Đế, là cha cho chúng ta. Cái vía là linh hồn ma đó, là mẹ cho chúng ta. Mà mình cứ lo đất nước gió lửa không, ăn uống với tiền bạc bọt, rồi bill xe, rồi insurance, rồi tiền học của con. Vậy cho cái thằng hồn nó cũng cần có một cái nơi, cũng có một cái nơi, cái nhà để nó nghỉ. Và đồng thời nó cần nó ăn đó, bốn loại thức ăn cho phụ giải thích đó. Là đoạn thực, rồi xúc thực là cảm xúc, nó cũng làm cho mình no nghe. Rồi niệm thực á, là mình tưởng tượng á, mình cũng no nghe. Rồi thức thực là một cái mira của một cái xã hội. Ngày nào á, những người nào mà như nước Việt hay là Mỹ nào campaign cũng vậy, tối ngày nó cứ bắt cái đài của ông Trump á, gọi là một cái thức thực á, là của một cái hệ thống lớn. Thì đa số Facebook với YouTube bây giờ gọi là thức thực. Còn xúc thực á, là ai xúc phạm mình thức mình ăn không được. Hoặc là mình vui với con mình thành công, hay là mình hôm nay mình gặp bạn bè anh chị em trên núi mình vui á, mình về nhà mình ăn ít, nó là tốt. Cái chất dinh dưỡng cơ thể người mình không cần nhiều, chỉ cần ăn ít để mình giữ cái xếp mà mình vui, là cũng là xúc thực đó con. Còn đoạn thực thì như ăn cơm gấp bằng đũa, thì con không phải là cây đuốc nhỏ mà nó quan trọng trong bên nội bên ngoài. Ngoài những cái mà sư phụ dạy thì đó là cuốn kinh phải đọc. Người nào không đọc cuốn kinh người đó sẽ khó có gần sư phụ lắm. Tại nó không có, tại mỗi một ngày hôm nay con đọc kinh, bữa nào sáng bừng, bữa nào tối mà ngồi chơi cũng được, ngồi im trong đó thôi, chư thiên đi vòng vòng nè, mỗi lần mấy con mà đọc mấy vị đi đầy xung quanh luôn á, thì dĩ nhiên là mấy vị là từ bi mà. Thì thôi nhỏ này nó không biết đọc mà chịu bỏ thì giờ anh đây ngồi thôi, tắm cho nó luôn, có nước cam lồ mà đâu có tốn gì đâu, con hiểu không? Xấu cho nó một cái rồi nó cũng sáng, thì có hào quang sáng. Thù có bảy dòng hào quang thì phải hợp với hào quang mấy đứa mới gần được. Còn đứa nào không tu á là tự động nó sanh ra cái tánh cũng như là sợ vậy đó, gần cho phụ cái lực cái xương mạnh lắm. Còn mấy đứa con tu mà giỏi, mấy con đâu có cần phải lo sợ gì đâu. Còn ở những đứa nó không có tu á, thù nhịn là thù biết. Mà tu có nhiều cách lắm, mình làm mạng truyền thông. Ví dụ như chị Bảy không có biết, không có cần đánh chữ, không biết làm bài, cũng không có biết đọc những cái bài sấm cơ tiếng Việt. Thì Bảy cứ dùng cái tên là share thôi, Thiên Bảy cũng được.
để mà độ chúng sanh, nhưng mà người ta thích cái kênh, thích cái khuôn mặt mình thôi. Cho nên người già 80 tuổi cũng có thể là đi độ chúng sanh lấy công đức, thì đó cũng là tu, là làm mỗi một ngày là mình dạy cho mình có sanh ra trí tuệ, và đồng thời mình cũng có thể giúp được những người không có hiểu về cha, hiểu về mẹ. Cha rất là nhức đầu là nước Việt không có biết về cha. Cho nên bờ trên thường nói là kêu sư phụ lên đây bắt đầu giảng kinh Địa Mẫu cho mọi người nghe. Thì kinh Địa Mẫu nó vậy đọc rõ ràng rồi. Trừ khi ai muốn hỏi về kinh Địa Mẫu thì sư phụ sẽ trả lời. Tại vì kinh Địa Mẫu nói về cái thời của mình và nói về Thượng Đế và Phật Mẫu. Mà hôm nay Thượng Đế với mẹ cha trời mẹ đất là đang xử phạt nhân loại. Nhân loại nó đi đúng theo một cái chu kỳ thượng thượng nguyên, người thượng trung nguyên, người thượng hạ nguyên, người tới trung trung nguyên, trung hạ nguyên, người tới hạ nguyên đại khái, thì nó đi theo đúng chu kỳ cái quà, cái hành tinh này nó đi như vậy. Còn những nhân loại như kiểu Atula, Dạ So, Thiên Ma, ngạ quỷ, súc sanh thì họ là những cái tâm ác, họ phải chờ đúng cái thời kỳ mà bỉ cực này gọi là hạ nguyên, gọi là ngũ thú đồng cư địa. Chúng ta đang sống với quỷ, chồng của chúng ta là một cái con thú, nó chỉ có biết đánh thú thôi, nó chỉ mang cái túi da ngoài là hình người thôi, nhưng mà chúng ta đã lỡ lấy nó rồi thì chúng ta tạm sống với con thú, nó có cái đó. Thì cho nên những cái tánh tình của thời nay con người ấy, nó không có đồng điều với nhau. Bây giờ có một đứa con ở trên cõi trời xuống, nó rất là ngoan, mình không cần phải lo vậy, nó cũng học giỏi, nó cũng đạt được điểm, nó cũng làm như ý mình. Còn có những đứa con mình cực kỳ thương nó, hồi nhỏ mình thương nó, nhưng mà cuối cùng lúc nào nó cũng làm cho mình đau lòng. Mấy con không có thể bắt hai đứa giống hệt nhau được, đó là sự thật. Là vì không có tính bằng cái xác phàm, tính bằng cái software đó lập trình như thế nào, tức là cái thần hồn nó đi từ ở đâu đi tới. Còn mang thân người thì lúc mà nó bay là đà tìm ai mà đang có bữa đó đang lỡ uống ly rồi chát á, là nó nhào vô làm con thôi, là có bầu thôi. Cho nên cha mẹ trần của chúng ta là mình phải trả hiếu nghe. Trong sau này hữu sử dụng tứ ân để cai hòa, để mà điều chỉnh quốc gia. Thứ nhất là ân hiếu thảo cha mẹ. Thứ hai là ân với Tam Bảo và Phật Pháp Tăng. Thứ ba là ân với đồng bào dân tộc. Thứ tư là ân với nhân loại. Còn cái tứ đại trọng ân là đất nước chó lửa, là bên Phật là mình mang cái tứ đại trọng ân là ân trái đất này, ân gió, biển cả rồi vậy đó, tứ đại trọng ân. Nhưng mà mình nói tứ ân của bên Bửu Sơn Kỳ Hương, mấy con nghiên cứu cái đó. Thì quốc gia mình nếu mà ai mà hiểu về Bửu Sơn Kỳ Hương tứ ân thì người đó là những nhà lãnh đạo lỗi lạc, nó rất là bình thường. Mà cộng như cái đạo Thiên Tâm nữa, hiểu về cha mẹ rồi đọc kinh đồ này nọ thì là chỉ có về trời thôi. Ai gõ cửa mỏi hay quá vậy ta. Cái độc hại của thời nay á là gì? Tất cả các thầy luôn á nghe, các ni luôn, tất cả các Phật tử luôn, mấy chục triệu Phật tử, các thầy luôn, họ biết cha mẹ là thiệt, rất là hiền hữu, ai cũng biết trong lòng hết, bảo đảm luôn á, chùa nào cũng biết, nhưng mà họ không bao giờ nói ra và họ không bao giờ tôn kính. Cái đó ở bờ trên có nói sư phụ, là vì họ bị một cái gì đó mình gọi là không có đủ duyên đủ phước. Phật tử thời nay cũng biết có cha trời mẹ đất nhưng mà không tôn thờ, mà trong khi cha trời mẹ đất hiện bây giờ là đang cứu chúng ta, đang là người xử phạt cái hành tinh của mình. Ai đeo dấu Thiên Tâm là người đó được qua cái nạn này, thời này qua một cách mầu nhiệm, sống còn luôn á, gia đình hạnh phúc nữa,
không có thể chết một cách vô ngã lạc loài như là gà ăn vịt heo con chuột bị cản. Bữa qua Houston vui có vui, vui nhiều hơn buồn, buồn không có, không có buồn. Mấy đứa vừa đi thấy Houston mình có gì buồn không? Thù không nhớ tức là không có phải không? À, nếu cứ nhớ là chắc có. À, không có gì buồn. Thì thấy có một cái là giống như mình nói chuyện hơi thẳng quá, làm mấy người ta lời thật nó mất lòng. Bởi vì trước khi cho Hồ đi đi qua bển thì đứa em nó gọi mình nói phỏng phỏng thôi, không mà nói tên đứa nào hiểu hiểu. Ồ, ở đây sẵn hết rồi, vẽ sơ đồ hết. Wow, anh muốn xây chỗ nào, bao nhiêu phòng và cho đệ tử ở thì tụi em sẵn sàng xây, quỹ tiền nhà băng đầy đủ, đại khái nói thì sư phụ mới qua. Nhưng mà nên nhớ là sư phụ trước khi đi đâu mấy con cũng biết rồi, người có thể gạt người nhưng mà làm sao gạt được sư phụ, sư phụ đâu phải là người. Thì sư phụ cũng phải nghĩ là gạt, nhưng mà mấy vị cứ nói cứ đi đi giao du đi đó, thì sư phụ cứ đi giao du. Có thể hôm nay họ làm được nhưng mà trong tương lai họ làm được làm sao, thì mình quen một người bạn còn hơn người thù. Rồi cho nên mấy con cũng đừng có nhắc về chuyện đó, nhưng mà mấy con coi lời qua nói lại á, thù rất là thật tình, thù lúc nào cũng liệu cơm gấp mắm không à con. Nào mà cơm nhiều thì mình ăn mắm nhiều không, nó mặn mà chết ra lên máu á, không có gì mà giấu mấy con á. Nếu mà thù mà có gì làm sai họ chịu cũng không nổi với thằng Nga với ngăn cái bên nữa, đủ lúc nào cũng để máy phim ngay mà. Dù là thiệt dữ lắm, nó quá thiệt luôn nữa. Rồi có những tổ chức người ta làm gì, mình từ thiện đó mình phải pay up, mà nó có thể mượn nợ nhà băng mà làm từ thiện đâu con. Cái đó Phật đâu có chứng. Thụ làm với cái lòng thành á, chán từ xi măng cho phải đó cái dấu chân còn á, tức là mình phải làm cái tâm của mình kìa mới gọi là từ thiện. Còn cái kiểu mà từ thiện mà mượn nhà băng này nọ cũng chơi. Thà thu để mảnh đất trống là 500 mẫu tặng cho mấy cộng đồng Việt Nam, sau này ai có dư tiền thì người ta lên xây gì xây. Đợi cái số phụ là như vậy, mình có chỗ mình ngồi đây là quý, dưới gốc cây là quý. Những thế hệ sau, những nhà lỗi lạc của thiên tâm sau, họ có building, có đại tử sau là có phước nằm ở trong ballroom rồi có gạch granite rồi ở trên này ha, điện cha bự hơn. Bây giờ sư phụ cũng không có giàu như là những đại gia, thì cha với mẹ, mẹ thì cái điện của mẹ thì bự hơn chút, được 350 square feet, thì tính ở Việt Nam cũng khoảng ba mấy mét vuông phải không, đâu có bự đâu, một con gạch được cũng bể nát ở trên đó, đi vô còn lụp sụp nữa. Còn điện cha trâu mỗi lần mưa vô á, nước nó ngập ở trong cái điện cha, mà điện cha không có tới nhiêu ta, không có tới 5 mét vuông nữa mà. Nhưng mỗi lần vô hụ vô mà vẫn ăn cha đó, nhất là ngày lễ hay là tuần hay từng vô hụ, mỗi tuần thì hụ vẫn ăn mẹ và vẫn ăn cha. Vậy mà cha hiện vô cha hay lắm, cha của mình thần thông siêu quá ra, cái điện ở trên đó nhỏ vậy mà bự như một cái cung đình vậy, nó giống nó modify ra 3D vậy đó. Đứa nào mà coi mấy cái phim khoa học giả tưởng á, mà vô một chút xíu á, mà nó bự vậy, thấy cái điện cha vậy á, ở trong cái nó bự khủng lắm mà đẹp, dễ sợ đẹp. Mà khác hơn cái là, thí dụ như thường sư phụ làm nước trà trước, làm nước trà hiệu 403 đó, trà gì á, rồi xong rồi là nó, mấy gì cầm cái ly cũng thưởng thức trà như mình, cầm lên luôn á, chứ không phải cái ly mình để trên bàn là nằm bàn đâu. Thì cũng được, tại nhờ cha có thần thông cha biến, chứ con không có tiền con biến kiểu đó. Ngầu lắm á, giống như bữa là ngày với cha, thù ở đây thù kêu cái đệ tử vô đó cha đứng trỏng, đứa nào mà vô đốt cái nhang là cha xá tội. Tại vì cha biết ở trên kia nhỏ quá, với lên cao cha sợ té nó nguy hiểm. Mình ở đây sư phụ là ngửi người nửa người phàm, thì
thì sư phụ đang nói tiếng phàm, còn nữa là thiên tử là thánh. Thì sư phụ có hai cái xã hội mà thường là sư phụ xuống đời này thuộc chả màng gì cái thân này, cũng chả màng về tài sản, thuộc chỉ làm sao miễn cha mẹ vui và đem tất cả họ thiên các con về trời. Đó là mục đích chính của sư phụ, thằng ngoài ra không có gì hết. Cả cái nước Việt Nam cũng chả có gì gọi là hứng thú nữa. Nhưng mà mấy vị nói bây giờ con không làm ai làm? Người nào người phong thánh Di Lặc làm vua? Hồi xưa trong kinh điển nói làm sao là như vậy. Chứ không có sư phụ 4 triệu rưỡi đảng viên tụi nó đó là bị học tập cải tạo, bị nhốt ngoài Bắc, cho ăn chuột ăn gián thì nó ăn nổi. Bữa giờ sống giàu có rồi bị nhốt vô đó sao người ta chịu nổi. Qua sư phụ thì dễ, cho đóng mấy ông vô chùa Ba Vàng Tam Chúc vô đó ngày nào cũng hai thời kinh cho tôi là xong, đúng 3 năm đi ra. Nó vậy đó. Cái quan trọng là mình làm sao lấy ân báo oán, đó là quan trọng. Cho nên cái thiên việt ra đời ở cái thời đại này đúng lúc này là lệnh của Thượng Đế. Ai mà cả gan mà có cái ý gì mà hay là có cái gì mà đối nghịch đó, thì phải suy nghĩ cho kỹ. Khi khởi tâm rồi lấy lại không có được. Người tính không bằng trời tính, không ai chống lại cha hết. Bởi vì cái câu có câu gì ta, cái gì giọng giọng á, ở đây có mấy người lớn tuổi hiểu mấy văn chương vậy ta. Câu gì vậy? Cái gì thiên la địa giọng vậy đó. Tức là làm gì làm không qua lưới được trời đó. Trời ơi, ở đây có nhiếp ở đây nhà văn nho Việt Nam. Sư phụ đọc qua hết rồi nhưng mà nói chuyện liền này không có ra chữ thôi, chứ ngồi chút xíu là nhớ lại. Còn nếu mà nói về tại sao chúng ta ngồi đây, tại sao chúng ta là dân tộc Việt Nam, một nước Việt Nam hiện bây giờ đang rất là nghèo khổ, bi cực, mà tại sao lại có một người như sư phụ xuất hiện, và tại sao thế giới không có được cái ân phước là giống như bất cứ quốc gia nào, giống như miền cũng chưa, Lào, Thái Lan hay là những quốc gia, nó cũng không có rải rác khắp năm châu như người Việt nữa. Người Việt mình tới Đông Âu nè, tới Úc nè, Canada nè, Âu Châu là khỏi nói, Mỹ nè. Tức là khắp toàn cầu, không có nơi nào không có người Việt lưu vong. Mà ở nơi nào, tất cả con cháu người Việt đều là học thành tài hết. Cái bằng mà thấp nhất cũng vẫn là cái bằng Bastery, dịch cho tiếng Việt Nam là gì ta? Đại học hả? Cử nhân hả? À cái bằng tệ nhất cũng là cử nhân. Mà cử nhân này cử nhân thứ thiệt đó nghe, chứ không phải cử nhân mua bằng bao thơ. Tụi nó cũng một trình độ rất cao siêu. Thấy con vô không? Trời ơi, nó mới học lớp 5 thôi mà đọc cuốn sách dày nè, tưởng đọc cuốn vậy. Ghê vậy đó. Mà tiếng Mỹ á. Thì tại sao mình lại có phước? Mấy con nước Việt á, trăm họ đó, phải cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cha mình. Mà cái người thừa hành đó là Đức Thầy. Không có Đức Thầy sắp xếp trong cái cơ vận đi 5-700 năm nay, từ lúc mà mang sắc phàm, ông thưa ông Lưu Bá Ôn, lúc đó là phò Chu Nguyên Chương phải không? Rồi từ thời xưa Đức Thầy cũng là mang sắc phàm là ông Khương Tử Nha, phò sư phụ là Châu Văn Dương thời xưa, Diệt Chủ Dương. Rồi qua tới Việt Nam, tức là Đức Thầy là người xuống thế gian sắp xếp mọi chuyện. Nhưng mà ý chỉ vẫn là của cha để rải rác tất cả con cháu lạc hồng khắp năm châu, để mục đích cuối cùng
để lập hội Long Hoa. Hội Long Hoa là hội Anh Tài đó, hội Thiên Việt đó. Hội Thiên Việt tức là hội Long Hoa đó. Để cho họ gom lại, để mà những cái người yêu nước, để mà làm cho một cái đất nước thành cường quốc, cường thịnh trong tương lai. Cho nên Thiên Việt là hội Anh Tài. Chữ Anh Tài dịch thành hội Long Hoa đó. Nhưng mà trong kinh điển ngày xưa đâu có nói rõ. Thì cha là người ra cái lệnh đó. Thì cho nên năm 1979 có một thằng nhóc cũng chả biết tương lai mình đi về đâu. Rồi một buổi chiều mặc cái quần xà lõn cà lơn cà tơn đi ra, rồi có cái bà già khóc bà hụ bà hụ, hỏi con muốn đi vượt biên không. Bà nói là má muốn cho con đi đâu rồi đi, má có chắc phàm. Từ từ đó mới ngồi đây. Chứ còn ở Việt Nam á là thôi, một là bỏ mạng ở chiến trường Campuchia rồi, tại lúc đó sư phụ 13-14 tuổi, sắp sửa đi nghĩa vụ. Hai là hôm nay thành đảng viên cao cấp, sân trước sân sau đầy mình rồi, bị nhiễm trần. Xuống đây chúng ta dễ bị nhiễm trần lắm, là tại vì thân tứ đại mà, mắt mũi ngửi rồi đó, ngửi mùi thơm của mấy cô rồi, hay là ở bên đó là con phải sống theo đàn, con không có thể khác hơn người ta được. Thì cho nên mẹ mới thảy sư phụ xuống thuyền đi. Thì những cái đợt đầu tiên mà sau năm 1975, nói về năm 75, không có chết chóc nhiều khi xe tăng làm sập cái cổng Hàng Gào của Dinh Độc Lập. Đó là vì mẹ can thiệp vào cái thời đó, không có để cho nhiều chết chóc. Cho nên ở ngoài kia bộ đội bắt Việt vô rất là thuận lợi, không có số lượng người nhiều chết. Thì người đầu tiên mà được đi là trên nóc tòa tổng lãnh sự quán của Mỹ á, trực thăng nó bay ra để các hạm đội đậu ngoài. Rồi kế đó là những chiếc tàu đậu ở cảng Sài Gòn là Trường Xuân đồ này nọ. Rồi sau đó là người mà bị trễ, là tức là mỗi một tiếng đồng hồ là hoàn cảnh nó khác phải không. Rồi có một cái bà gọi là sứ ngôn viên gì Mai Liên. Rồi lúc đó bà chắc bà đang đọc đài phát thanh, cái bà chạy không kịp. Cái nhà bà có chiếc bo, bà thấy ba đứa con xuống bo, cái bà chạy đi ra hướng Vũng Tàu ra. Thì con bà đi tiểu vậy đó, văng một đứa xuống biển chết queo. Rồi đến lúc mà bà ra tới ngoài đó thì hết xăng, tại bo chạy hoài hết xăng thôi. Rồi cái bà thấy chiếc du thuyền của bà nữ Hoàng Anh thấp thọ ngoài đó Hồng Kông á, đi qua đó. Tại thời xưa Hồng Kông là của nước Anh nha. Rồi bà lấy cái áo cọc xê của bà qua quay như nè, mình gọi là cái áo mà lượt cà phê của mấy chú bộ đội những ngày đầu á. Bà quơ quơ thì ngoài kia mới thấy, kể ra bà quơ dễ mà. Thì từ đó chúng ta ngồi đây thì cũng phải hôm nay cảm ơn chị Mai Liên nha. Vỗ tay chị Mai Liên, nhờ cái áo cọc xê của chị mà chúng em mới được đây. Tại vì bà nữ Hoàng Anh bắt ra lệnh thằng Mỹ và thế giới hãy đi qua tất cả trại tị nạn Đông Nam Á để rước hết những tiền nhân qua Mỹ, chứ để người ta khổ đâu có được. Thì đó là những ngày đầu 75, tức là khoảng ngày 1 tây tháng 5 phải không, khoảng đó. Trời ơi, người ta đi với nhau dục tiền, dục xe ông ra, dục đầy ở ngoài đường phố Sài Gòn, mà coi lại phim cũ đi. Khủng hoảng luôn, chẳng ai ham muốn gì sự sống. Nhà cao cửa rộng chẳng cần luôn, chỉ cần cái bịch đồ thôi. Cái này để cho những cái thế hệ bây giờ phải hiểu tại sao người ta phải khủng hoảng như vậy. Không có lý do gì người ta đang giàu có ở cái nhà biệt thự giàu có mà người ta lại bỏ hết, chỉ mang cái vali. Cái vali sách cũng không được á, bộ đồ như cái không có nữa. Sư phụ mà đi lên á, sư phụ chỉ có cái quần xà lõn thôi con. Đây nè, có quần xà lõn gì thôi à. Mà mặc cái quần này á, mà phải ngủ tới ngủ lui 3 tháng trời á, mà bị ướt. Thì những người nào mà còn được cái bộ đồ thứ hai là người đó có phước á. Thằng này sư phụ nuôi nó từ nhỏ đó. Vậy đó. Tướng ốm, Việt Nam đâu có thiếu dinh dưỡng. Trên ai cũng kêu là dò điện á. Sư phụ có một biệt danh là dò điện, thiếu dinh dưỡng. Mình đang nói chuyện 6 chị Chim Hiền được ra hải ngoại.
rồi sau cái đó rồi tới Tàu Trường Xuân phải không? Tàu Trường Xuân quá trời, ông đó ông tâm tốt á, ông vô ông rước người mình đi, cho nên chiếc đó qua rất là nhiều về hướng Hồng Kông. Nhưng mà song song có những người bất hạnh đi từ những cửa miền Tây, những chiếc xuồng vỏ giọt hay những cái ghe tâm bản, nó phải ghe chạy ở ngoài biển đâu, thì bị sóng á. Cho nên khoảng 1.7 triệu người chết ở dưới lòng đáy biển, vòng vòng nước Việt khoảng 1.7 triệu người chết á. Mà một cái lịch sử lớn khổng lồ mà nhân loại, mà cả người Việt Nam cũng không ai hiểu công nhận á, thì cái chiếc thuyền nhân đang đậu ở dưới chân Long Sơn. Con biết thời xưa đó, mà ma đó, mà ở trên cái mặt biển Vịnh Thái Lan á, ban đêm mà tàu đi á, mà nghe tiếng khóc với tiếng than á, tiếng của đàn bà phụ nữ khóc á, rền luôn á. Bộ ma cũng biết khóc chứ, ma cũng biết than. Rồi lâu lâu thấy có chiếc tàu có ánh đèn tàu mập mờ á, là biết người Việt Nam của mình cũng chạy theo kế bên, nhưng mà không còn cái thân nữa, nhưng cũng cho con đi ké vượt biên ấy nghe. Thì ngày nào, mỗi một ngày đều có những chiếc tàu đi viên từ Gạch Giá, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu đi bọc qua Mã Lai với Thái Lan đó. Trời ơi, cái vùng biển đó mà. Thì lúc đó có sư phụ trên một chiếc tàu. Cái đó mình kể rồi, không kể nữa. Nhưng song song á, rất là nhiều tàu còn bi thảm hơn. Thì lúc đó Phật Bà Ngâm mình à, mới hiện lên. Hiện lên đứng trên lưng cái ông rồng mà hiện bây giờ đang hội sư phụ á, gọi là Quỳnh Long á. Ổng hiện giờ đang coi điện Thái Hoàng Thiên ở bên Việt Nam á, là ông đó. Lúc xưa đó, ổng tu ở núi Nam Du. Cái lịch sử của ổng sư phụ biết. Đến khi mà sư phụ xuống trần, thì xưa Xích Long với Bạch Long và những vị rồng khác, mỗi một vị rồng có nhiều vị rồng nhỏ nữa mà sư phụ, họ không có internet, không có communication, tức là không có nói chuyện với phụ, thì phụ không có nói. Nam Long, Mười Thanh Long, đủ nhiều long lắm. Nhưng mà sư phụ đang nói riêng cái ông rồng mà cổng Phật Bà Ngâm á, ổng hồi xưa là ổng cũng tu, cũng đã thành Bồ Tát rồi, mà ở cái đảo Nam Du, mà ở biển Việt Nam, Nam Du gần Phú Quốc á, thì người ta chụp được cái hình đứng trên ổng, thì ổng cũng có công cứu thiền nhân đúng không, thì cha phong cho ổng theo Phò Thiên Tử. Thì đến năm 2017 hay gì đó, thì ổng ra ổng trình diện với phụ, thần là giống như lính mới vậy đó, tại Thích Long lính cũ theo hồ từ nhỏ, được thượng đế cho theo hầu thái tử. Thì ổng là một ông, với một cái ông mà sống ở trên cái hồ trước mặt Phật Di Lạc, của ở trên núi Cấm á, thì có ông nữa, hai ông. Thì cho nên bây giờ là ổng đang canh điện Thái Hồng Thiền, Xích Long Bạch Long ở núi này. Thì cái ông đó được, cũng như có chức sắc rồi, được cha cho làm cái nhiệm vụ là có chức sắc. Chúng ta cũng vậy, mấy con cũng là tiên chúng trên trời. Hôm nay mấy con theo phụ đây như vậy, làm những chuyện độ chúng sanh vậy. Mỗi cái máy này á, là độ biết bao nhiêu á. Thì khi mình về chảnh á, mình cũng có chức sắc, nó cũng như cảnh sát hay là me, làm thị trưởng hay này nọ. Chứ tiên chúng là chỉ là vui với chơi thôi, mà mau hết phước lắm. Còn có chức sắc á, thượng đế cũng phát lương nữa nha. Làm ở trên trời cũng có phát lương, mà lương không phải là tiền như chúng ta. Lương nó cũng dạng giống như, không có giống như kiểu Bitcoin. Bitcoin là kiểu của thế gian ma quỷ. Ở trên là cha cho công đức vậy đó, cho energy á. Thì cái công đức nó lớn hơn. Thì mình ở trên trời, thí dụ như một tiên chúng bình thường, ở đúng nghìn năm, phải xuống đây chịu khổ, lấy thằng hũ mềm hay lấy thằng hũ mắm nó hành, rồi bắt đầu về trở lại biết tu mới về nghe. Còn chống cự lại á, là chết luôn á, là bị đọ nữa. Tại vì mình phải giữ lại á, là mình phạm nghiệp. Thì ngàn năm, nhưng mà ở trên kia những cái tiên mà có chức sắc á, là họ có thể sống 10.000 năm. Tại vì họ đang làm việc, họ phải quản lý cái tiên chúng. Ở một cái xã hội nào cũng đều có người lớn, người nhỏ, trật tự. Chỉ có cái chỗ của sư phụ là ở tầng Đại La Thiên của cha mẹ,
là bất khả xâm phạm, cõi đó không có thời giờ, không có già, không có chết, mãi mãi. Và những người ở cõi đó chỉ có đi xuống thế gian để làm những cái nhiệm vụ lưu truyền cho nhân loại một bài học, để cho nhân loại gần gũi với Thượng Đế, với tâm linh thôi. Mục đích sư phụ là nói tất cả những cái gì mà trong kinh điển không có, để mang nhân loại gần với về trời thôi. Tại vì họ phải hiểu thì họ mới biết. Ngoài cái xã hội của chúng ta còn có một cái xã hội rất là vi diệu, tinh vi, và con người trên đó không có ai hơn thua ai hết. Ai cũng là người hiền, ai cũng là người đẹp hết. Chẳng có ai mà tức nghe trên đó không có cần thi hoa hậu, không có cần thi model gì chứ á. Ở trên đó tiên chúng ai cũng biết ca hết, không có ai ca dở hết chứ. Đứa nào mà trên rồi xuống đây quẹt quẹt cái microphone là dài 3 tháng là biết ca. Còn có những người không biết ca thì ở cõi khác, lạc vô đây mình không biết. 6 triệu chim hiền gửi ra hải ngoại là nhờ Thượng Đế. Nước Việt có một cái phước, đại phước. Tại sao phải gửi đi? Tại sao sư phụ phải xuống tàu đi vượt biên? Đó là để trở về lập cái hội Long Hoa, hội Anh Tài, hội Long Vân, cùng với Đức Thầy, tức là sư phụ với sư phụ, để mà làm lên một cái xã hội rất là hiền hòa, an bình, giàu có trên mảnh đất hình chữ S. Sau này sẽ đổi thành hình con rùa, nó bự hơn. Chắc lúc đó thụ giàu ha, đi mua phi ha, đi mua miên, mua lào, mua thôi chứ mình bỏ xe tăng qua thì mất công tốn đạn. Cũng giống như Puerto Rico hay là Jamaica rồi của Mỹ nè, nó muốn sát nhập cái nước nó vô Mỹ, Mỹ đâu có chịu, thấy không? Còn mình dùng tiền mình mua, với mình phát qua phe, mình phát tiền cho dân miên là tự động đưa cái đất để mình dạy nó khôn hơn. Tại bề trên nó không có tính theo mảnh lãnh thổ của đất này. Đất này là của Phật mẫu, nguyên quả địa cầu này của mẹ. Quả địa cầu này không thuộc về của người phàm chúng ta. Người phàm chúng ta chỉ là mượn để tạm dung thôi. Bây giờ con đi, xe lửa hay đi tàu ngầm, cái chạm ga đó đâu phải là của ai đâu. Cái đó là một cái phương tiện thôi. Cái đất này nó là một cái phương tiện cho chúng ta thôi. Nhưng mà thật sự là của mẹ và của sư phụ và của cha. Ba người cùng với anh em của sư phụ xuống đây thành lập cái quả địa cầu này nhiều triệu năm về trước. Nhưng mà mình nói vậy thì người ta hiểu không tới. Đó là sự thật vậy đó. Của người, của trời, của mẹ. Bởi vì mẹ mới đứng trên trái đất. Chứ bây giờ ai mà dám cả gan làm cái tượng đứng trên trái đất. Không biết cái tượng mà làm ra cho nhân loại mà để mà thờ cúng, mà để tôn hùng á, nó phải là một đại cực kỳ vĩ nhân người ta mới làm tượng, đúng không? Cũng giống như người phàm cũng vậy. Một ông tướng hay một nguyên thủ quốc gia rất là giỏi, giống như ông George Washington hay Columbus thành gặp nước Mỹ, người ta mới làm tượng. Sau này người ta đâu bây giờ làm tượng Biden đâu con. Bây giờ con nghĩ tượng Biden người ta có làm không? Không bao giờ. Trừ khi ma quỷ nó làm lên một cái biểu tượng mà không có thật, để cho người ta ngu muội, người ta tin theo. Đó có ông râu dài dài, không có thật. Nó cũng là tượng, cho nên cái làm cái tượng rất là quan trọng. Chứ khi không sao ông trận đạo mình có tượng, ngày Lê Văn Việt, ngày Nguyễn Văn Trực, rồi Đức Thầy mình có tượng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông có tượng, chị của sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh có tượng. Cái tượng nó quan trọng lắm đó nghe. Cho nên sư phụ nói trước là nói nhiều lần rồi, cả trăm lần rồi, không tới 100 lần, vài chục lần. Lần này lần cuối cùng sư phụ nói, sau này tất cả hội thiên trên thế giới năm 2024 hay là tới năm 4044 luôn cũng không có được làm tượng Thiên Tấn Kiều. Thương sư phụ chỉ để cái hình treo trên nhà như bạn thôi, nhưng mà kêu là sư phụ tới. Tại sư phụ sau này cũng như mấy vị siêu lắm. Hiện bây giờ là con đó không, Nguyên nữa không, kêu lại phụ tới rồi. Huống hồ chi là không còn sát phàm sư phụ tới còn lẹ nữa. Thể xác phàm nhiều lúc mà hôm ca mệt về ngủ mà kêu một cái cũng phải gác đi, không có được làm tượng. Là vì sư phụ là con trai, sư phụ không có ngã mạng, và đồng thời
Hồ Chí là người truyền tin. Cái đạo thiên tâm chúng ta là cái đạo của Phật Di Lặc ở trên trời, có hàng nghìn năm trên đó rồi. Ngài là giáo chủ thứ nhất, Chư Hộ là giáo chủ thứ hai. Còn cái danh từ thế gian này á, có Di Lặc hai, Di Lặc ba vậy á, an cư di, di là sống của đời sống, lạc nghiệp gì đó. Chư Hộ là số hai. Cái nào của Chư Hộ là của Chư Hộ, cái nào không phải Chư Hộ nó không phải. Không giống hồi xưa á, ba cái đinh đó là thiệt á. Xuống đầu đóng màn phim có 3 năm thôi mà dễ lắm. Trời mà 30 năm mà đi vòng vòng mà khổ rồi. Chứ 3 năm rồi đi à. Để cho thức tỉnh nhân loại thì cái đó ok. Nhưng mà kiếp này á, là cha cho khác à, khổ đã qua rồi à, lập đạo rồi à, cái đạo đã ra đời giống như cái hạt giống á, nó ra rồi. Cái thiên việt hôm nay về phần đời bắt đầu nó cũng mọc lên rồi. Chừng vài năm sau á, con sẽ thấy thiên việt. Nhưng mà Sư Phụ nói rồi, tưới nước ít ít thôi, đừng tưới nhiều quá. Mấy con tưới bên thiên tâm thì ok, để mình không có ảnh hưởng anh chị em mình bên kia. Bên nào ra bên đó, chủ yếu thiên việt là bên hải ngoại, để những nhà lỗi lạc á. Thí dụ như những đảng viên về hưu mà có lòng yêu nước, họ cũng du lịch qua Mỹ được chứ bộ. Lên núi Thiên Long Sơn gặp lén Sư Phụ, rồi bắt tay một cái, xong anh giữ chức làm gì đó, âm thầm cũng được. Thì còn thiên việt nó không có liên quan đến chuyện tu hành. Tu hành là khuyên ăn người ăn hiền ở lành. Còn bên kia nó có phần chính trị trong đó. Nhưng mà đa số mấy người làm chuyện không đúng có tịch hay rụt rịch đó. Nó mà có bản số xe của chút xíu thôi mà nó mồi cái lò qua tới Đức, nó đem ông Thanh về. Ồ, mấy người làm chuyện xấu có tịch rụt rịch lắm gì cũng sợ hết. Nhưng mà những người đó họ hàng hàng lớp lớp, họ không có sống tuổi thọ cao, họ bị mấy gì phạt giữa đường gãy gánh hết. Họ ma diệt ma quỷ diệt quỷ mà họ đi ăn hiếp dân lành, thì những đảng viên khác, những bè bạn của họ lại điên hiếp lại họ, bắt lại họ. Họ không có đối với một cái thể chế vô thần, họ không có nhân tính, họ không có đồng đội, họ không có tình bạn hữu và họ không có tình người. Họ chỉ có quyền lợi và cá nhân và hận thù, oán ghét thôi. Cho nên hôm nay là bạn với nhau, nhưng mà mai ta biết mày có nhiêu tiền á, ta kêu người ta tới gõ cửa nhà mày. Đó là thể chế vô thần nó dạy ra. Những con người không có chung nghĩa là như vậy. Cho nên bây giờ đâu có ai tin đảng. Đảng chẳng tin lãnh đạo. Lãnh đạo không có tin thể chế nữa. Đó là sự thật đó. Nên ma mới gọi là, về trên mới gọi là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Chúng ta đâu có giống vậy đâu. Sáu triệu chim hiền là sáu triệu chất xám, mỗi ông năm đẻ ra chừng vài trăm ngàn chim non với ông trứng non, rồi nó ấp rồi thành ra chim hiền con, toàn là chất xám không à. Rồi cái tệ nhất nãy mình nói rồi đó, tệ nhất là cái bằng lớp 12 của Mỹ cử nhân, là còn hơn là có nhiều ông lãnh đạo Việt Nam mà chưa thấy học chưa tới lớp 4. Sư phụ học lớp 4 của Việt Nam là lúc đó tuổi sư phụ nhỏ, sư phụ làm ruộng nghèo. Qua đây sư phụ học lại tiếng Việt cho nên bây giờ mới nói được tiếng Việt. Bây giờ người ta nghe cái tiếng Việt của sư phụ đâu có ai biết sư phụ học lớp 4 Việt Nam đâu. Bây giờ sư phụ viết chính tả nào cũng đúng rồi đó. Học lẻ mà. Người trời học cái gì cũng lẻ. Giống như ông Trump á. Ông sư phụ đâu biết làm chính trị. Có 2 năm thôi giờ ông là chính trị lỗi lạc cao siêu luôn. Trump Museum luôn. Tức là cái hệ thống của ông là lo cho dân tộc chứ không có lo cho phe phái. Còn sư phụ là cũng y như vậy đó. Kiệt mism, tức là lo cho đại đoàn kết dân tộc, về lo cho dân tộc, chẳng có phe phái. Thì Trump cũng vậy, Kiệt cũng vậy. Gọi là kiệt mism. Nghĩa là cái hệ thống của mình là đi như vậy thì mình là đi đúng. Còn mà lo cho có phe HO, lo cho phe đảng viên,
hay là lo cho phe đảng này đảng nọ là hoàn toàn không có đúng. Mình phải lo cho một cái dân tộc lớn của mình, một trăm họ Bách Việt họ. Nên gần đây là mình có giọng Nam rồi phải không? Giọng Nam là nhiều trên truyền thông Facebook, và mình có giọng Huệ rồi phải không? Thằng nghe phải không? Bây giờ chú Hữu thiếu giọng Bắc để mà độ mấy chục triệu dân Bắc. Tại vì cái giọng nó độ được Huyền á, nó cũng mới tập tập mấy ngày nay. Tại đệ tử Bắc thì cũng ít, mà kiếm được nước mà nó hiểu mà chịu làm cũng hơi khó. Cho nên chú Hữu là đại đoàn kết dân tộc Bắc Trung Nam gì đó, cũng đều là con rồng cháu tiên hết chứ, không có phân biệt. Thiên Việt sau này á, nó như thế nào thì từ từ mình sẽ biết, mình không có nói sớm. Tại chính trị nó khác hơn Thiên Tâm. Thiên Tâm là phụ nó nhiều để cho người ta quay đầu cho lẹ. Tại vì ví dụ như mấy đại tử ngồi đây đâu biết ngày mai ẹt làm sao, Covid nữa. Cũng may là phụ kháng hết Covid á. Còn Thiên Việt là mình phải giữ kín quá, tức là giống như trứng phải ấp. Mấy con đừng có làm cho trứng nó bị ung nha. Thì không biết, nhưng mà cái này lệnh của cha, người phàm không có cản được. Mà mấy vị dặn đó là chỉ cần một số người tài đức, chứ không cần số lượng, chỉ cần số nhỏ mà tài đức. Có hiểu không? Còn ở đâu ở đó, quan trọng là bên nước Việt á, không có nên trong lúc này á, đừng có đụng chạm đến Thiên Việt. Tôi chỉ nhắc nhở trên cái mạng này mới bỏ lên, đừng có đụng vô nhiều, để Mỹ thôi. Đâu biết mai mốt Võ Hân Thưởng qua Mỹ lên núi. Anh Kiệt hồi xưa anh cứu cái mạng tôi lúc tôi đi Nhật giải phẫu, giờ tôi theo Thiên Việt anh. Theo này tôi giữ chức cũ của tôi được không? Được. Mày đọc hết kinh đi, mày hiền lại một chút, bớt nhậu ấy. Ai cũng được chứ. Tại Thiên Việt thường nói rồi, nó không có biên giới. Người yêu nước là được rồi. Hồi xưa tôi yêu tiền, hôm nay tôi đủ tiền rồi, tôi không yêu tiền nữa, tôi yêu nước cũng được. Mày lấy 35% đi xây nhà thương, bệnh viện đồ đi, đúng không? Thì cái clip này chủ yếu để mà mọi người hiểu rõ những ngày đầu đảng Thiên Việt ra đời là do bề trên hạ chỉ, chứ bộ là người thi hành, và các Hồng Thiên sông núi, và nó không có liên quan gì tới Thiên Tâm. Nó là một cái cánh cửa khác. Còn Thiên Tâm á, là để cho người quay đầu lại với cha mẹ, với Phật, để cho mỗi một ngày đời sống mình không biết là hôm nay mình ngủ không biết ngày mai mình có thức không nữa. Thì hai cái hoàn toàn khác nhau nghe. Và đồng thời Thiên Việt là cũng vẫn là từ bi, không có hận thù. Chú Hữu rất là khó để mà thuyết phục những cái bác HO giống như bác Thọ rồi, cứng đầu lắm. Với ông bố già bị ở tù mười mấy năm, ông ghét về cộng dữ lắm. Mà cuối cùng chú Hữu thuyết phục ông được á. Chú Hữu đi Nam Cali cũng vậy, em thuyết phục được những cái ông mà không còn hận thù với Cộng sản đâu phải dễ đâu không? Nằm vô máu rồi đó, giống như đệ tử đó vậy đó. Bữa nay ông chồng đó rồi, ông đó rồi, đọc kinh này hả? Không phải dễ. Bây giờ đó, tất cả sĩ quan Đà Lạt mà học cho đã rồi, sắp sửa xuống lỗ nè, cỡ tuổi 70-80, không có người truyền thừa. Xong truyền thừa lại cho đây đi, mang xuống lỗ làm gì? Đúng không? Nhận mình làm đệ tử đi mấy bác HO, đúng không? Ít nhiều á là nguyện vọng của mấy bác tôi cũng làm được. Còn hơn là bây giờ á, một ông cầm cờ ở New York, ngay chỗ Liên Hiệp Quốc, đã đảo Cộng sản. Một ông thì xuống lãnh sự quán của Việt Cộng ở dưới sân văn đã đảo. Rồi sao? Sẽ có một ngày nó hết hơi á, rồi cũng nằm thôi mà.
nó đâu có đã hoài được. Nó phải có một cái người quy tụ, phải không? Thì bây giờ người quy tụ đang có, chứ còn đánh giặt tẻ không có đánh được. Nó không hiểu được cái đó. Tại vì ở đây đâu có ai mà mấy ông tin đâu. Nghe đâu có trường Thủ Đức ngày xưa mà đào tạo sĩ quan ngày xưa, tới bây giờ Việt Nam mấy ông Việt Cộng bây giờ cũng đâu có xài được. Tại vì mấy ông mà chết ở trong đó, mấy ông thành thần rồi. À thiệt á, mấy ông không để cho một người nào vô đó ngủ yên chứ. Hiện giờ luôn nè, mà không có nói chuyện sư phụ mà tiền giờ thoáng vô bụng có nhớ tên. Chắc chờ để mai mốt làm sĩ quan Đà Lạt mới cái gì. Chứ còn từ 75 cho tới giờ trường Thủ Đức cũng không có sử dụng. Rồi trường, tại mấy ông đâu có xài được trong đó. Tại vì vong linh người ta đâu có chịu. Người ta sinh với tướng, tử với thần. Mấy ông thành thần ở trong đó rồi, khó ai mà vô được. Con có biết cái ngày về nước nó tính theo giống như là countdown ngày về nước của sáu triệu chim hiền đó, nó tính giống như là countdown New Year vậy đó. Để thôi giải thích, nhiều người cứ nói ông này ông lên núi ông nói xàm hoài, tiên tri tôi đâu thấy gì, bộ bữa giờ 5 năm nay biết chưa chuyện nó không thấy, tại trí tuệ nó không tới, nó không có nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ nói để cho hiểu. Mà ông Trump ổng đường đường hôm nay ổng đi vô tòa ốc, mục đích ổng làm gì? Mục đích ổng đánh sập tàu đúng không? Chưa gì lên ổng có hâm rồi. Thằng tàu mà chết trên thế giới, thể chế vô thần còn không? Cắt nát còn không? Còn Putin là coi như dục rác. Có nhiều người nói anh chuyện nó hay quá, Putin bây giờ thắng là Ukraine. Không phải. NATO với Liên Hợp Quốc không có muốn dùng sức vô, tại nó đã yếu rồi. Nó đi mua vũ khí người ta rồi. Thằng Putin là thằng tính dở nhất. Nếu mà từ đầu một chút xíu mà hơi tàn kiệt sức á, nó dồn vô để mà nó nhập chung với tàu để mà đấu, tức là hai thằng đánh với Mỹ á, thì quả mai cái ác nó giống như là giữa thiện và ác đánh nhau, không? Bây giờ á, thằng NATO với thằng Mỹ rất là khôn, đánh lẻ tẻ, một thằng không ra gì như Ukraine cũng có thể cầm chân được thằng Nga. Nhưng mà bây giờ ông Trump lên cũng còn có mấy tháng nữa đó, thấy nó nguy hiểm không? Bây giờ là bắt tập ở bển là rung. Putin như đâu còn sức để mà giúp tập nữa. Mà trong khi hồi xưa là Putin nói tập mày ngồi thì tập ngồi, còn bây giờ ngược lại, tập nói Putin mày đưa đít cho tao đá thì cũng phải đưa. Cái chuyện đời con thấy nó tức cười như vậy, mà chúng sanh vẫn không có biết sư phụ là ai. Sư phụ đã thật lòng với chúng sanh, đã hết mình với chúng sanh, đã nói thiệt cái gì cũng trúng hết. Chúng bây giờ là vậy mà nó còn nói ô anh Kiệt anh rảnh quá anh lên núi nói xàm. Nó nói mày mới là vô minh, mày mới xàm không biết chừng nào. Cái nhiều thằng nó ngộ vậy đó. Rồi cái còn cãi sư phụ nữa, giống như cãi theo one by one đó. One, hồi xưa sư phụ nói là ông Trump đã thắng, nhưng mà cái gì nói á, vì con thắng cho nên nước Mỹ không có bị tách làm đôi giữa Mỹ đen và Mỹ trắng. Thì ông Trump không phải bước xuống ba bước để nhường 4 năm. Nhường á, khi nhường á là cơ vận nó trễ lại, sư phụ chấp nhận tóc bạc.
chứ hồi xưa mấy vị nó khoảng 45 tuổi, sư phụ còn sức khỏe mạnh đó, là sư phụ ra độ đời. Nhưng mà bây giờ cuối cùng sư phụ vẫn là người thắng. Là tại vì cái sinh mạng của nhân loại không phải là 10 chết 7 còn 3 như mà tiên tri nói, là do ba cái nhang của mình ở đây nè, bao nhiêu đặt cái đèn thắng trời đó. Thì ông Trâm ổng chở xuống mà con thấy 4 năm mà ổng bị bầm dập như tàu lá chuối, cả trăm mấy cái dự kiện, chứ tổng thống nào bị thua nhiều vậy mà cuối cùng cũng vẫn hiên ngang vô tòa Bạch Ốc. Con tưởng dễ lắm mà, luật pháp của Mỹ là mình thấy một cái chuyện thấy hơi lạ rồi đó, dùng chữ lạ thôi, tại vì năm loại khó độ nó không có hiểu cái chữ quyền diệu là gì đâu. Rồi thêm một cái nước Nga rất là hùng cường giàu mạnh mà hôm nay cũng yếu, và đồng thời cái kế tiếp là cái cuối cùng gọi là finish luôn á, giữa Trục và đồng minh. Còn cái hàng mập á, là cái hàng đó cũng giống như là nó có cái miệng đi hù, đói quá rồi không có ai chú ý tới tôi vậy đó, rồi la bậy bạ đằng đó, không có gì phải đáng sợ hết á. Nó mà dám bấm nút, không có bấm nút, cũng giống như Putin, cũng giống như ổn. Tôi bữa nay tôi chùi rửa trái bom ăn tử, tôi nghe cũng đi nói. Cái ngày mai cái nó ngày mai tôi sơn trái bom ăn tử, tôi nghe cũng đi nói. Cái là dài ba tháng cái nó hù lại người ta, con nghe đài viết con hết chán luôn, cúp hết mấy cái đài đó đi. Trần Nhật Phong mấy cái đài Mỹ là dẹp hết, nghe đài sư phụ nè, chờ xảy ra thôi. Tại nghe nó hù qua hù lại mà đó. Cái ngày mốt nó nói tôi bắt đầu tôi lắp đầu đạn vô nghe. Cái ngày mốt cái nói ơi tôi bắt đầu tôi đi mua ống quẹt nghe. Cái gì nó cũng đi nói, mà nó nói cả trăm lần. Ok ngày mai tôi bắt đầu tôi vô ga nghe, nhưng mà quẹt đi, bấm đi, không bao giờ dám. Mà hù không, mấy chị nói là chỉ hù thôi, nó mà bấm một cái là UFO xẹt xuống liền hết. Không, UFO đang sống chúng ta hàng mấy nghìn năm nay trên quả địa cầu này, nó họ không có vừa đâu. Họ nghe lời của cha, tại họ có thần thông á, họ khác người mình, họ có một cái lực là họ mang theo người như chúng ta, nhưng mà khác hơn chúng ta, nhưng mà họ có cái tâm linh, họ có cái tha tâm thông, họ tiếp xúc được với những cái thế giới vô hình, và con mắt của họ nhìn thấy được thế giới vô hình. Hù qua hù lại, thì nếu mà một người mà hiểu được cái kênh sư phụ, hiểu về chính trị mà giỏi nó nha, phải ngồi ghép lại, thấy rất là tinh vi không? Năm cái ác sẽ đi xuống một lượt, sư phụ nói năm cái ác á. Ác thứ nhất là tất cả các lãnh đạo độc tài, là như Putin nè, tức là những cái nước mà độc tài, nó không phải cộng sản, cũng chẳng phải quốc gia, cũng chẳng phải Hồi giáo, cũng sẽ là tính trong một năm cái ác. Hồi giáo cực đoan, tức là những cái hàng mà Hồi giáo mà ôm bom tự sát, nghĩ mình có dầu hỏa giàu á, cái nó cũng đi luôn, nó không còn liên kết lên nữa. Tại nếu liên kết á, là cái xã hội mình chúng ta vẫn bị một cái thế lực khống chế, cũng giống như thế lực tiền bạc 11 nhà giàu có của Mỹ, nó cũng tương đương như cái thế lực mà đạo Hồi vậy đó, cho nên những cái đó sẽ không còn nữa. Rồi cái ác mà đầm lầy căm thăng tiến gì đó thì, và cộng sản toàn cầu là cái mà mình đang nói nhiều, đó là Trung Cộng, Nga, Ủn, Việt Nam, cái đó cũng phải đi cùng một lượt, mà đi mà một cách đồng bộ kìa. Mình đang nói chỗ này đi một lượt á, chứ không phải đi từ thằng trước. Thì bây giờ cả cái thế giới này con thấy không, sắp sửa đồng bộ. Cái thằng chùm khăn đó, Hồi giáo là thằng Hamas, bây giờ cũng tiêu tùng rồi. Bây giờ ai mà dám đi ủng hộ mấy thằng Hồi giáo trong tương lai, giống như Bin Laden hay là hai cái tòa nhà bị ấy nữa, sau khi bị Do Thái dập kỳ này là coi như là nguyên khối Hồi giáo nó phải sững người lên rồi, là coi như cái đó đã xong.
coi như cái đầm lầy ông Trump lên là ông tát cái này là không còn cá lòng tông nhỏ nữa là cũng xong, phải không? Và đồng thời ông Trump ông tát luôn cái trục, trục là trong đó có Trung Cộng với Nga là cũng xong. Thì có phải là thụ nói chúng hết không? Mà phải một lượt, phải một người. Tại cái nước Mỹ này á, là nó đi đây nè, nước Mỹ là cái cây, là tất cả những cái spin mà giống như xích đu của con nít vậy đó. Mà nước Mỹ này không ổn định, thế giới không ổn định. Cái nước Mỹ này nó lên á, nó sẽ đoàn kết lại. Rồi ông Trump lên là đảng Cộng Hòa, là từ Thượng Viện tới Hạ Viện, rồi ông làm Tổng thống nữa, là coi như cái thế giới này sẽ là thanh bình trở lại hết. Mà rất là mầu nhiệm như vậy. Mà nhân loại mà còn không biết được những cái tiếng của sư phụ nói, không biết họ, sư phụ cần nói cái tiếng gì á, nhất là người Việt Nam á. Cho nên sau này những cái mấy đứa này quay, người ta dịch là tiếng Mỹ, thì lúc đó những cái nhà lỗi lạc ở Mỹ họ mới quảng hồn. Ở ngoài kia những nhà tiên tri của Mỹ, họ chỉ biết giỏi là 1/10 thôi. Còn mà họ mà đi thẳng từ thiên đình như kiểu cửa mình ở đây, họ không, ở trên thế giới này không bao giờ có. Không có luôn. Trời đi chỉ có một mình thiên tử thôi. Cho nên ai nói tới, nói xuôi, nói lui, nói ngược. Giống như cái đám bữa mặc đồ trắng lên đây đọc hối ô tùm lum, đó là thiên lý thần thôi. Ở ngoài bên tâm linh á, có rất là nhiều thế lực chống chọi lại sư phụ. Nó cũng là ma. Rồi thế lực mà kim cương ngầm nó cũng là ma, nhưng mà ma có thân người. Còn kia ma là ma về tâm linh này nọ. Hãy cái tâm tà đều là chống lại với thiên tâm và thiên việt chúng ta. Rất là đơn giản vậy. Hữu hình hay vô hình. Những người mà như kiểu như hộ mang người phàm và không phải người phàm cũng phải đối phó hai bên. Mà cái bên kia khó đối phó hơn. Khó là tại sao lại có những đệ tử mà nghe lời sư phụ thì không bị chuyện nghe. Còn không nghe lời con thấy ai vậy đó, mình không muốn nói tên nữa. Nhưng mà sau khi mà cái trứng rồng nở sư phụ nổi danh đó, thì những đệ tử đó cũng phải về, phải lại sám hối xin lỗi cha mẹ. Cái cửa cổng Thiên Long Sơn vẫn mở cho họ. Họ đi sai đó con biết không? Các con không có cần phải nói tiếng thiên. Nói tiếng thiên để làm gì? Sư phụ đang nói tiếng Việt nghe không đã hơn nói tiếng thiên, con đâu có hiểu gì đâu. Làm gì? À, nghe tiếng Việt nó hủi hơn là mình áp dụng hơn. Thích đi học tiếng thiên. Đưa cái đầu để cho người ta làm bùa làm phép vô rồi khập khùng. Mấy người mà dính cái đó cả không bao giờ có nụ cười như mấy con ra tiếng đâu. Biết thù nó ai vậy đó. Thế mà nó tiếng Việt nghe đã hơn chịu nghe nó tiếng thiên. Cho Quỳnh nói chuyện chú được không? Nói đi, hỏi đi. Tiếp theo là Tổng thống Reagan. Là ở đây chúng ta... Sao lại nhắc đi anh? Cái nước Mỹ mà trời xem ra Tổng thống Reagan phá tan nước ta, nước Nga. Bây giờ tới nước Tàu. Tổng thống Reagan á cũng để nói chỗ này. Tổng thống Reagan á là cũng dạng giống như ông Trump. Dạng giống vậy. Khi cái bài Kính Thiên đầu tiên ra đời á, Kính Thiên đã chiếu xuống trần. Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Thì cái bài Kính Thiên số 1 ra đời á là cái thể chế vô thần của các Marx Lenin á toàn cầu á sụp đổ. Thì là phải nhờ ông Reagan, ông làm cho Liên Xô bị tan rã. Không tốn việc nào hết. Nhưng mà sau đó đó, bề trên mới nói, mà nếu mà cả một cái thế giới này mà thay đổi một lượt mà không còn cộng sản á, thì giống như nó không có thăng bằng cái quả địa cầu, cho nên mới chừa lại lột xác lại thành cái Putin. Cũng vẫn là mầm móng cái chất độc phải không, vẫn còn. Rồi vẫn còn lại Tàu, Việt Nam và Bắc Hàn, Cuba. Để mà giống như cái dù á, để mà kiềm chế lại. Đến ngày hôm nay, Trump nó cũng, ông Trump cũng giống đại khái như là ông Reagan. Để mà finish luôn. Là coi như là dẹp luôn đó. Để đưa cái quả địa cầu chúng ta trở lại cái sự công bằng và bác ái.
không có còn một cái thể chế mà thiết vô thần nữa. Tại cái thiết vô thần nó rất là độc hại. Mấy đứa con có biết á, là khi mà các mát á muốn làm cái gì đó, cái họ mới đưa ba nhà khoa học gia tiến sĩ lỗi lạc nổi tiếng nhất thế giới lên. Cái ông đầu tiên lên một cái hội trường lớn khổng lồ, lên ông đó là nhà thiên văn học. Thiên văn ông là ông tiến sĩ lên, sư phụ không biết tên gì hả? Cái ông nói tôi là nhà thiên văn học, nghiên cứu thiên văn địa lý. Hai mấy năm nay tôi chẳng thấy thần thánh nào chờ, không có thấy được. Ok, xong phải không? Ông tuyên bố gì? Cái ông đi xuống. Cái xong cái có người thứ hai là nhà khoa học gia phẫu thuật. Tức là lên trên cái hội trường nói chuyện rất là đông người. Tôi là khoa học gia, tôi sẽ mổ xẻ gần cả trăm người. Tôi tìm hoài trong cơ thể con người, không có chỗ nào mà thần thánh trú ngụ hết trơn á. Là hai người phải không? Cái người thứ ba là nhà triết lý học của khoa học gia luôn, triết lý học. Lên tuyên bố câu cuối cùng. Ồ, con người giống như cái đèn tắt, tức là chết là hết, không còn gì hết. Trời ơi, cả đám hội trường đứng lên vỗ tay, đúng quá. Thì từ đó mình mới có Các Mác Lênin ra đời đó con. Nhưng mà thần thánh đâu có phải là vậy đâu. Nhưng mà khi con người á, muốn làm chuyện gì đó là họ đưa á, những cái người vô minh như vậy. Thì bây giờ chúng ta có một đống vô minh ở Việt Nam cũng vậy. Nếu mà cái đầu có bự có lì á, ở đây á, đừng có sách tập vô trường, cứ ở nhà, mới đẻ ra ở nhà hết đi. Phải có một người có trí tuệ cao siêu, người ta nói thì gán mà nghe, không nghe mà cứ ly phản bác, phản biện ngược lại không, thì là cái ngã của họ, cái phước họ không có. Chứ bây giờ sư phụ nói cái này, sư phụ không có so sánh là những giáo sư cấp 1, cấp 2 của Việt Nam nha. Có những lúc sư phụ nói, mấy con cũng học nhiều á, sư phụ không phải là thầy giáo, sư phụ chỉ nói những cái gì sự thật, trải qua kinh nghiệm của phân nửa của xác phàm và phân nửa không phải là xác phàm, để lên mạng này nói những cái sự thật. Thì ngoài đó có một đống hòa thượng và một đống nhà triết lý học, người ta cao siêu mà, người ta cũng biết sư phụ nói đúng chứ bộ. Tại vì người ta không có nói thôi. Thì tại sao những đứa mà sư phụ thương là 18 tới 45 á, hôm nay tụi nó vô văn quá, nó không có chịu ngồi trầm tĩnh lại một chút để nó nghiên cứu, để mà nó có một cái tương lai sáng lạng hơn. Thay vì nó chạy theo một cái gọi là không có bờ bến, một cái học vấn mà cũng không có việc làm, rồi một cái triết lý và những cái gì nó học ở trong trường không có áp dụng được ngoài đời. Đó là cái mà hồ buồn nhất. Vì tuổi của nó mỗi ngày, hôm nay nó ra trường 22 tuổi, 10 năm sau nó thành ba mấy, 10 năm mà không có việc làm. Những cái gì học quên á, một năm mà con học mà con không có sử dụng là con quên. Ok, tóm tắt lại bữa nay mấy đứa nào ăn cơm thì ăn cơm. Hôm nay tóm lại Đảng Thiên Việt không có liên quan gì Thiên Tâm. Thiên Việt là ở Mỹ, để những người có tài đức bên Mỹ. Còn Thiên Tâm thì cứ bên Việt Nam. Ở Thiên Tâm đừng có đụng gì tới Thiên Việt trong lúc này nha. Ok rồi, sư phụ chỉ nhắn nhủ mấy lời, xin tạm biệt tất cả.